bắt nữ giám đốc lừa bán găng tay y tế để chiếm đoạt hơn 1,7 triệu đô la Mỹ. Ngày 6 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thủy Liễu, sinh năm 1966 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Liễu là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phân phối Nam Giao, công ty Nam Giao International. Bà Liễu bị một công ty tài chính nước ngoài tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 1.740.000 đô la Mỹ thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế của công ty cổ phần Khải Hoàn xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra ban đầu xác định bà Liễu đã trực tiếp điều hành, chỉ đạo sử dụng pháp nhân công ty Nam Giao International. Công ty Nam Giao International không có hàng hóa, không có khả năng, không có hợp đồng mua bán với công ty Khải Hoàn. Tuy nhiên bà Liễu vẫn hứa hẹn ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán 100.000 thùng găng tay y tế của công ty Khải Hoàn và nhận tiền đặt cọc 35%, tức 1.740.000 đô la Mỹ sau khi nhận tiền bà liễu đã không giao hàng hóa theo thỏa thuận và không trả lại tiền đối tác chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân